hai chị đi chứ. Go go go. Cái này cuối luôn không? Ghê ghê chú hồ vậy mà. Đồ đúng là chú hồ có khác nha. Bánh này ghê không? Cái má không có mù pin nha. Đó. Hồ chú hồ nãy kìa. Thấy ghê ghê. Thôi. Cứt dệt. Ê dính lại luôn. Ghê con khác luôn. Ghê ghê. Hên nha hên nha. Anh chào mọi người. À, hôm nay Pha tới hồ Quê Tê Thuận để đi câu lùa cá lóc nha mọi người. Và Pha sẽ sẵn thì Pha sẽ đi test lại cái cần pha ke TG. Sẵn Pha đi test từ cái cần đó, Pha đánh cá lóc cho mọi người coi. Thì ngày hôm nay Pha sẽ đánh nói chung là mồi nổi, mồi mềm, đánh mồi lặn, mồi sâu, đánh từ luôn hết. Con nào ăn thì bắt con đó nha mọi người. Và đây là cái hồ nè. Đó, và bây giờ Pha sẽ vô Pha câu. Đây là cái cần Pha sẽ câu nè. Đó, cán carbon màu đỏ, máy thì màu đen. Đó, carbon không nha mọi người. Và tên đây là sơn lớp titan nha, ống ánh. Đó, cái này carbon sáng ít toàn thân. Và đi này Pha có đem theo cái xô nữa. Đây, nay là câu đem cái xô theo đựng nè. Nếu mà không có cá là vợ nó chửi banh xác luôn. Đó, chưa biết cá mắm sao đem nguyên cái xô luôn đó. Thì giờ sẽ câu tổng hồ này nè. Anh em câu cũng nhiều ghê đó. Đó, giờ dứt nha. Nói ghê không, thấy ghê không? Hồi sáng giờ đó nó câu 3 tiếng là được 4 con cá lóc đồng. Xuống cần nha. Em xuống cần anh Thuận ơi. 4 con cá lóc đen, 1 con cá lóc bông. Vậy uống tính nhiều tính à. Tính giá rẻ thôi, tính mắc quá, lộn lên Facebook chửi. Hôm qua xong chú không xuống đây ông nội. Hả? Hôm qua kẻ. Hôm qua nhà giết con à. Hả? Không lấy nhất nè. Ai? Nội hai nè. Bốn trận. Nhất ngày hả? Nhất ngày đủ gì? Điều quá. Đã thân ta trong đòn. Nhiều ngày bảy chị con thêm con cái cuối lên nhiều ngày mà cái cuối nữa. Ừ. Hai chị đi chứ. Go go go. Ăn cái cháu gì? Tới đậu bắp bông nội. Ủa. Cúp đen. Dây nhỏ thì cơm vậy. Đó. Dính này nha mọi người. Bỏ đây. Thấy phạt câu ghê không? Không? Không quá à. Anh xuống cần nha em. Dạ. Tiếp nha anh em. Dạ, dạ. Có lóc hôm qua dính nhiều không? 700 mấy chục con. Ghê hả? 700 mấy chục con hết cá mẹ rồi. Hầu thả có 800 ngàn, 800 con à. Cái này cuối luôn không? Go, go. Lên nữa mọi người. Hai con. Con quá nó chuối luôn rồi. Hàng chuối. Đây mọi người, đây là anh chú hồ đó, Quê Tây Thuận. Và bây giờ nói chung là Pha lóc quá rồi, mượn chú hồ ra quánh thử nha mọi người. Đó.
chủ hồ hồi ghê quăng cái hết nửa hồ luôn nội, ngược gió luôn quăng cái nửa hồ. Bữa nay ngày có ổng lên cho chim không à? Ông chú hồ quăng quá, đứng qua đây lộn chú hồ ổng giật chết luôn. Ông thượng bên trái cậu nghe nào. Dạ, dạ, tâm ơi. Dạ. Hả? Ừ. Đó, ghê ghê chú hồ vậy nè. Đồ đúng là chú hồ có khác nha. Bánh này ghê không? Cái máy không có mù pin nha. Đó. Hồ chú hồ nãy kìa. Thấy ghê ghê. Nó chú hồ. Ghét tích gì của Quỳnh Hoa nha các bạn. Cừng pha ke. Đó. Đó, lên luôn, lên luôn. Chú hồ đánh quá mọi người ơi. Đó. Mấy bạn thấy gần chưa? Đó. Đây mọi người, bây giờ là mình mướn tới diễn viên Campuchia vô để test cây cần nha. Đó, thấy ông Campuchia ghê không? Đó, rồi giờ mọi người coi ông Campuchia sẽ tổ tài với cây cần pha ke của pha nè. Cái cần bóng lưỡng luôn, mới đánh nãy giờ dính sình nhớt đi hồi lùi luôn, ghê luôn. Campuchia giỡn con ơi. Thầy cái máy nó bị lỗi rồi, có sao pin được không? Từ từ đừng ép quá. Hả? Ừ, vậy bỏ hai hộp cơm lại á, cơm lấy ăn trên xe em á. Cơm anh Đắng có mua hai hộp cơm đó bạn. Trời ơi, đụng mua nào nữa hả? Nãy đó, lúc nãy đó. Trời ơi. Trời đó, đụng nó mua cơm. Để đi mua hai hộp cơm bỏ cho em kìa. Để nó mua cơm rồi, thằng nó không nghe gì trời. Không nghe gì. Má nó lên thở tập từ người. Nó về đây quá trời nè. Thấy như giờ gom gốc này không? Có con ô ra chi không? Không. Lại chụp tơ à, này nó ăn chậm chứ đâu ăn nhanh đâu. Lắc quá luôn nha mày. Không câu mềm quá. Hả? Không câu mềm quá. Đâu quá tao có câu đâu. Mày có nói chuyện cũng muốn rồi không? Con Campuchia yếu quá trời, mày đặt đổi bên nữa mọi người. Nó mượn diễn có một phát thôi mà múa vậy nè. Làm con ơi. Làm con thả cần ta nè. Giờ ổng là dạng như đồ bỏ luôn. Cái hồ ta mấy tấn cá lóc quăng từ nãy giờ không có một con. Thua luôn. No. Ghê ghê, nói cùng cái dính nè mọi người. Thôi cất dệt. Ê dính lại luôn, ghê con khác luôn. Ghê ghê. Hên nha, hên nha. Ồ thả lên nè. Ghê. Quay. Ghê ghê đó. Rồi sao? Hả? Làm gì? Tao ghê, tao không dám. Không dám gỡ đâu, kịp tao quá. Rồi, thôi đi gỡ cá nha mọi người. Thôi phải về mọi người ơi. Nói chung là đuối quá, ngày hôm nay đuối quá trời đuối. Giờ về, thì đây hàng của pha đây. Cây cần còn nguyên. Đó, mồi thì nói chung là mất cũng mớ nhiều ạ. À. Thì cá lóc bông nó cắn mọi người, cắn đứt. Đó. Rồi cá nè. Thầy thùng luôn nữa. Cái thùng đó mọi người. Đây một thùng cá luôn, không còn chỗ bỏ nữa, giờ về nha. Có miếng nữa như đây nữa. Đó, về con ở đây nhóc rồi. Chút nha mọi người. Đây mọi người, thì cá về mà rồng rồi nè. Còn mần mấy con nữa. Bây giờ mình sẽ vô mình kho cá ăn cơm nha. Đây. Đó. Cá trong rồi, giờ cắt cá ra nè. Bữa nay mượn mẹ mần chứ vợ lên đây nó không cầm mần rồi, vợ lên nó chịu nấu rồi.
một con cá kho đầy cái chảo luôn. Giờ kho cá ăn cơm nha mọi người. Ngoan nè, ngoan cho cha ăn cơm không, cái chơi chơi con nha. Đi cầu sáng giờ bỏ nó cười quá mọi người ơi. Đó, đó. À, chiến tường của nó nè. Đó. Cái ghê chưa. Đó. Trời ngon nha. Con ăn cơm mới nổi hôm nay câu về mệt dữ lắm, mệt luôn á. Bà bỏ cái ruột luôn hả? Cái ruột rất là ăn gì? Ừ, cá lóc người ta cái ruột con nhất bỏ cái ruột luôn. Mà nửa đêm thấy được rồi mà ở đâu mà ruột. Ôi. Hả? Bận rộn thấy ghê mọi người. Quá bận rộn. Mệt mỏi quá, quá mệt mỏi với cái thế giới này rồi. Thua luôn. Chiêu ghéo ôm sùm. Ai. Xong rồi mọi người. Giờ mình sẽ thưởng thức thôi nha. Thưởng thức cái con cá lóc câu ngày hôm nay cho nó ngon đến cỡ nào. Có bụng quá trời. Về là quất ăn liền thôi. Đây rồi bây giờ ăn cơm thôi mọi người. Đó. Gào. Rồi cuối cùng là cá lóc kho. Đây. Cá lóc đi câu về kho nè mọi người. Đó, mẹ gò đó nhìn hấp dẫn chưa? Nay mình ăn ba khứa với một cái đầu luôn nha mọi người. Bữa cơm đạm bạc thôi. Đó. Thì mới câu về ăn là sẽ ngon nhất. Rồi, thì bây giờ ăn nha mọi người. Có bụng quá trời lỡ bụng rồi. Cá kho mà nay mẹ ba kho hơi khô cho nên cũng không có nước nhiều để chấm nữa. Nhét ghét lại thôi. Thử miếng gạo với miếng cá để ngon không? Còn nó bụng kinh khủng luôn. Tiêm cục đó nè, nhà nhận được cục quà đó. Chiến hoàng. Rồi bán không được nhiều tên mà anh em chơi bom không. Rồi giờ thì thử món cá nha. Cá ăn nó không biết nó ngon không, nhìn ở ngoài thấy nó cũng bắt mắt á, nhưng mà nghĩ là cá này thịt nó sẽ không có dẻ, không có chắc bằng bằng cá lồng. Thì cá này là cá nuôi thôi, cá nuôi người ta thả người ta làm dịch vụ cho mình câu á, nên thịt nó sẽ không có ngon bằng. Thịt nó hơi bở mọi người, mà ăn nó vẫn có mùi vị của cá. Nói chung là cũng được, không chứ không đến nổi. Cá này nó cũng không có tanh bằng cá mà cá bán ngoài chợ. Thì về á, người ta thả xuống thiên nhiên á thì nước nó cũng ra vô mà kia nó đỡ đỡ thôi hơn. Còn cá mà nuôi á thì người ta nuôi nước tù á mọi người, cho nên cá rất là tanh. Nó với phần người ta bỏ trong chợ á, bán ngoài chợ á thì nó khi người ta gọng cá ta để lâu ngày á nó sẽ ốm, nó ốm thì nó ra nhớt nhiều này kia, nói chung là tanh đó. Còn cá mình đỡ tanh rồi. Ăn cũng mạnh miệng đó. Được, có lý. Đó là câu cá lóc mà có rớt. Nói chung là rớt rồi cũng cho là cũng dễ ngứa hết mẹ luôn. Nếu nãy ngồi gãi không? Có thể là nó bị mấy cái sình đất đó nó không quen đó mọi người. Nên mình rớt chứ đó. Nó bị gãy sốn này kia đó, ngứa. Đi câu cá tai thì đỡ, cũng có giẫm, có chòi rồi nằm nghỉ thoải mái. Còn câu đua cá lóc này thôi rồi, đứng từ sáng tới chiều, không phải ngồi sáng tới chiều. Nhưng mà đứng hoặc ngồi hay mà lết chạm lum á, chứ không có ghế này kia đâu, ngồi thoải mái như câu cá ta. Nhưng mà mỗi cái lại có một cái hay của nó riêng. Thì khi nào anh em chơi qua cái môn này, anh em sẽ biết cái cảm giác nó nghiện luôn như thế nào. Nó khi mà mình đang kéo vào mồi từ từ, con cá nó trắng vô nó chụp á, nó chụp cái ách đó, rồi anh em ngâm con cá nó sẽ lâu mồi từ 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 nó lên tim bận bận, rồi anh em cho dây nhà đóng, có lúc đó cảm giác nó sẽ khác, rồi khác hơn là con cá tra nó ăn. Tại con cá tra nó ăn thì anh em chỉ cần ngồi đợi thôi, khi nào nó bên cần anh em ra dở là dính.
còn này anh em phải gần gần nó gần với chăn này là chủ động hơn là câu cá ta, cá ta là bị động, còn con này là chủ động. Con này là cảm giác là ăn trên tay á mọi người, còn con kia là văng đó nằm ngủ, nào dở nào cá ben thì gây dở thôi. Cá bự mà xương cũng bộ luôn nha, ăn nãy giờ tôi xương thấy bà luôn. Bữa nay á giờ trễ quá muốn kho chứ là thường cá là muốn ăn rồi nướng ăn sẽ ngon hơn. Cóc nướng, cóc nướng chấm mắm tép nè, ngon lắm mọi người. Rồi xong mọi người ơi, bữa nay ăn ấy mà nó hơi bị no mọi người, no mà cứ ngọt á, còn lại cũng hơi lâu, nên ăn chút xíu, bây giờ thử hết rồi ăn, còn miếng cơm nhậm cơm không nước vô, có ăn nước mới vô mọi người. Rồi thôi bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video khác, video hôm nay đây là hết nha, thì mình đã cái gần câu thêm rồi, cái đi câu mình đi câu rồi giờ mình sử dụng sản phẩm của mình là xong. Bye bye.